phong thủy hướng nhà ấy, thì có thể rằng bấy lâu nay thì chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa quan tâm đến cái vấn đề về phong thủy. Vì vậy mà tôi muốn có cái tên giải mã để giúp mọi người có thể là hiểu hơn về những cái tầm quan trọng của cái phong thủy hướng nhà trong cái cuốn sách này. Bản thân tôi thì sau khi đã nghiệm chứng và thấy cái này nó rất là ứng nghiệm, đấy vì vậy mà bản thân mình thôi thúc là rất là muốn chia sẻ những cái kiến thức này với tất cả mọi người. Cái điều rất quan trọng liên quan đến cái tính thanh khoản của một cái sản phẩm bất động sản và cái tính tăng trưởng của nó ra sao, thì cái yếu tố quan trọng số 1 là yếu tố phong thủy. Xem lô đất đó có bị lỗi phong thủy không, có bị ví dụ như trong bất động sản có thóc hậu hay không này, có đường đâm hay không này, hay là một vài sản phẩm đó có gần đình, gần chùa, gần miếu, gần nghĩa trang, nghĩa địa hay không, thì đó là cái điều mà chúng tôi quan tâm đầu tiên trong quá trình mà đi đầu tư các sản phẩm bất động sản. Nếu như một người môi giới hay một người đang làm bất động sản mà người ta hiểu hơn về phong thủy trong bất động sản thì người ta sẽ giải quyết được vấn đề về tâm lý cho khách hàng khi mà người khách hàng người ta ra quyết định mua cái sản phẩm đó như nào. Đó là cái điều mà lợi thế của những người làm kinh doanh và đầu tư bất động sản này. Cái công việc của Trang mà đang làm, đang có sự thành công này thực sự là nó có cái sự giúp đỡ của Tuấn rất là nhiều. Đó là cái nhà mà mình đang ở hiện tại bên Vixi thì nhà đấy 100% là Tuấn set up hết cho. Và cái thông tin mà mình thấy nó rất là vui vì cái nhà đấy mới ở từ năm ngoái thôi, đến thời điểm bây giờ mới được khoảng được một năm thì mình đã mua thêm được mấy mảnh đất nữa. Thì chị tin cho rằng là cuốn sách giải mã phong thủy hướng nhà này sẽ giúp cho rất là nhiều gia đình có cái cuộc sống tốt hơn, mạnh khỏe hơn.